Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo nhá. Yo, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Fujify phiên bản OB23 nhá. Rất là may mắn mình là một trong những streamer được trải nghiệm trước và chúng ta đến với đảo quân sự 2.0 nhá. Hiện tại thì trong phiên bản Fujify OB23 ấy, thì đảo quân sự 2.0 nó chỉ xuất hiện trong cái chế độ tử chiến thôi. Ui, hiện tại thì anh em thấy không ạ? Có 1, 2, 3, 4 khu. Tức là bốn cái khu này sẽ là bốn khu mới trên đảo quân sự nhá. Mình nghe qua về đảo quân sự 2.0 phải nói là rất là hấp dẫn luôn ạ. Thay đổi khá nhiều công trình nhá. Từ từ anh em nào, let's go. Các bạn thì với cái con nhân vật mới này nó cũng khá là phê nữa. Nhân vật mới tên là cái gì nhỉ anh em? Hình như là Luqueta. Ôi, dạo này kiểu lú vãi. Mọi người ơi, bạn nào mà chưa nhấn like cho video thì nhấn like video giúp kẹo nhá, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nè. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn ạ. Ui, đủ má thanh niên này. Làm sao đấy hả? Ui, G18 dễ dàng luôn, nốc một đứa nhá. Vô cho này cái con nào. Ui, mấy người anh em của tôi chơi kiểu má tạ thế mấy ông này. Đủ. Vãi trưởng, sao toàn thấy mấy người anh em của tôi bị nốc không vậy? Xin người luôn á. Ok ok, xuống đây đi. Đủ. Tầm này là mình lên mình móc lốp chúng nó luôn. Tôi lại ngại công quá gơ nhở nhở. Đây à? Ui tóc hồng này. Ui anh ơi, đủ ma bắn rát vãi. Thề luôn. Anh ơi bình tĩnh nào. Anh làm cái đéo gì đấy hả? Nốc luôn tuổi à? Ở đây đây này. Cái vãi hàng. Đủ ma team địch chúng nó cứu nhau hết rồi. Xin người luôn ạ. Rồi nhá, mày ra đây bố mày lại sợ mày quá cơ. Ui thôi anh em ơi. Tôi lên trên cái. Nào ra đây em. Xem có dám ra không, lại đang cuốn máu anh em ơi. Ui đủ đèn vai lì luôn, kiểu đang ngồi cuốn máu. Trời ơi, chán ơi thật sự. Thế thất bại game 1 rồi. Đây và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với game 2 nhờ. Ui, lại là một cái điểm rất là mới luôn. Các bạn thì mình sẽ vứt cái cây súng lục đi. Đó, súng lục thì mình chơi rất kém thôi. Mình thì mình đổi qua MP5 thì mình sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Yo, cùng với những người anh em nước ngoài thì các bạn là server test là nó sẽ xuất hiện ở trong cái server nước ngoài thôi. Việt Nam mình là hiện tại là chưa có server test đâu anh em ơi. Nên là anh em thấy không ạ, ping nó khá là cao, kiểu ping dao động tầm khoảng 100 cơ mà. Đó, có thể thấp hơn kiểu 60 đến 100. Tầm như vậy. Nào. Ui ôi, làm gì đấy hả? Này, chạy đi đâu? Yo, nhận xem một xíu về đảo quân sự 2.0 đi. Phải nói là cái công trình ở đây rất là đa dạng thứ hai nhá mọi người nhá. Đó là đồ họa của phiên bản OB23, không có gì để chê cả. Đó, tức là máy yếu thì anh em có thể là có tùy chọn giảm đồ họa thành đồ họa thường, còn máy khỏe thì anh em cứ chọn đồ họa cao, phải nói là rất là ngon, rất là mượt luôn ạ. Yo, hiện tại thì mình đang bật mắt cấu hình nhá, anh em thấy không? Rõ từng chi tiết luôn, trời ơi. Phải nói là vô cùng là xịn sò luôn cái phiên bản mới này. Kẹo đang rất là hóng. Tầm khoảng là 9 ngày nữa thì sẽ đến ngày cập nhật phiên bản mới nhá. Anh em cứ để ý cái thời lượng mà hết vòng quay vàng đó. Wow, team thì có một đứa ơi. Đấy, game lúc nãy cho nó ăn team thôi. Bây giờ thì các bạn team tôi thì mấy anh em bắn súng lục hơi kém thôi, chứ còn là bây giờ thì chắc là nó tắt điện rồi. Ở dưới đúng không? Chờ mình xíu, xuống luôn nhở. Sao phải ngại? À, khả năng là ở ngay sau cái mông keo nhá. Rồi, làm sao vậy những người anh em? Qua vào đi, ngại gì, đùa công chứ. Đây rồi, ui dồi, xong luôn, sĩ kẹo 99, có kill. Yo, cân bằng tỷ số 1-1, MVP luôn. Ok, cái khu vực này sẽ là làng chài nhá. Wow, súng mới, AUG này. Có cái bộ hồi phục nữa nhưng mà tôi sẽ mua cái AUG trước đi. Ok, hết mẹ luôn tiền rồi. Yo, mua thêm cái giáp level 2. Rồi nhá. Chúng ta vứt bớt mấy cái trang bị thừa đi. Các bạn lại thừa thì vứt đi chứ để làm gì. AUG này thì nó là một cây súng trường mọi người ạ. Bắn thì tiếng kêu của nó cũng khá là đã, nghe khá là vui tai á. Rồi nhá. Wow, kiểu cảm giác ở đây công trình rất là đẹp luôn mọi người ơi. Anh em có nhận ra làng trai không ạ? Thề luôn, trông xịn xó vãi trưởng. Ui, ra đấy hả? Ui, làm cái gì vậy? À, thanh niên ở cửa sổ này. UAG bắn rất sướng luôn, trời ơi. Bắn một xíu hack xong lên kìa. Dã man chưa. Ui ôi, vô nhà đi bạn ơi. Ra ngoài này làm cái gì vậy hả? Chán đời mấy thiên nhiên. Yo, anh em theo chân tôi nhá. Tình hình là chúng nó là chỉ ở trên cái căn nhà này thôi. Khả năng là ở trên tầng nhà. Lên luôn, lung linh là lên luôn. Ui đều.
Úi ôi, tóc hồng quần hồng này đứng lại. Ui, vừa mới ra cái bị người anh em của tôi hạ gục luôn. Chán đời thanh niên này quá cơ. Yo, nhảy lên nóc nhà này. Đó, tranh thủ xem lút thêm mấy cái đồ. Thế là có cái mũ 2, mình xin, ngon luôn nhá. Ui, gì đấy? Làm sao đấy hả? Ơ kìa, xong chưa? Tiếp địch còn một đứa này. Ồ, được rồi, anh em chờ kẹo xíu nhá. Để xem là nó đang ở đâu đã. Các bạn thì đây đều là những cái khu vực mà địa hình nó khá là mới, nên là đôi khi là mình cảm giác mình hơi bị lú anh em ạ. Đó, tất cả đều rất là mới luôn, mang đến cho anh em cái trải nghiệm. Wow. Yo, và cái kiểu này là mình lại rất là mong phiên bản đảo quân sự 3.0 nhá. Với anh em biết thì quá trình để xây dựng một cái đảo để chơi game thì không hề đơn giản. Thế nên là Garena Free Fire quyết định là update từ từ thì nó cũng khá là ok đó. Rất nhiều công trình mới, và đây chúng ta đến với hình như là một cái vườn Nhật Bản thì phải. Wow, ui kiểu cảm giác xịn sò ghê luôn này. Yo, anh em thấy hoa anh đào không ạ? À? Trời ơi, kiểu đẹp lung linh dã man luôn á. Rồi, các bạn hãy theo chân mình nhá. Wow, hiện tại thì team của mình đang dẫn trước với tỷ số 2-0 và... À đâu, 2-1 lú vãi anh em ơi. À, với UAG thì sẽ được trang bị sẵn ống ngắm mọi người ạ. Ống ngắm mấy x thì mình không rõ, hình như là... Cái này là ống ngắm 2x nha mọi người. Ok, UAG được trang bị sẵn ống ngắm 2x. Là một cây súng trường bắn kiểu cảm giác khá là nhanh. Đó, hiện tại thì chỉ là skin mặc định thôi. Ui ôi, dựng một keo nhanh vậy mấy người anh em. Mấy người anh em cứ bình tĩnh nào, đùa các ông cứ kiểu sợ tôi là như thế nào. Yo, kiếm nhật này. Đó, ui ôi, đồ họa tôi thề luôn như thật luôn anh em ơi. Cảm giác ký hiệu ứng mà đốt than á. Cái đậu xanh mày đứng lại cho anh này. Đi đâu đấy hả em trai ơi? Ui, từ từ nhá. Em trai làm gì ở đây vậy? Đù má, nó chạy đi đâu đấy công ạ? Tôi không hiểu nhở. Nà ní. công tính trêu tôi à? Nào, để coi nào. Ơ, vẫn chưa thấy. À, ở trên này. Wow, quả vườn Nhật đẹp vãi. Ui, nào. À, đây, quần hồng. Ra đây em ơi, thằng quần hồng này. Đùa với. Đéo hiểu kiểu gì. Ôi, fail rồi. Nào, những người anh em cứu tôi, đừng để tôi chết. Đéo hiểu. Thế còn để địch nó bắn chết anh em ạ. Chán đời ghê gờ. Yo. Ok, chúng ta chiến thắng 3-1. Đây bây giờ thì vẫn là cái khu vườn đào này. Chán đời vãi, trưởng lại mất tiền để mua lại đồ rồi. Wow, một cái X18 đây. Yo, mình có mua cái bộ hồi phục rồi, nhưng mà bây giờ không biết là sử dụng nó như thế nào nhỉ câu nhỉ. Đó, hình như là cái này nó là cái dụng cụ để nó tự hồi máu ấy. Tôi cũng không biết là nó có tính năng như nào, thôi thì mua rồi thì trải nghiệm thôi, rồi anh em sẽ rõ nhá. Mua thêm được trái bông keo nữa. Thế là hết tiền rồi, chả còn xu nào cả. Yo, anh em theo chân tôi nào. Ê, đáng lý ra là mua một cây tiểu liên được rồi, ví dụ kiểu thông sơn ấy, bắn nó đa năng hơn. X-M8 này là chỉ cầm bắn xa thôi, bắn gần là hơi bị toang đó mọi người. Úi ôi, cái gì đấy hả? Vuốt nhẹ nhàng cái lên đầu nhỉ? Ơ, bạn ơi, mình có một bông keo mà. Thanh niên trong nhà không biết đang tính làm gì tôi cơ. Rồi nhá, first blues, kill đầu rồi. Nào, bạn nào vừa trong nhà ra đây hộ gái. Rồi ok, tranh thủ lượm cái cây P90. Má, mua nhiều bông keo dã man này. Được thật sự nhỉ? Ôi, gặp phải anh super bông keo tốt bụng quá cơ. Em cảm ơn anh nhá. Ơ nhưng mà team địch còn có một đứa thôi. Thế này thì 4-1 thì có mà không trột thì cũng què nhá. Khả năng là thằng cuối này làm sao mà ăn được team của tôi nhỉ? Tranh thủ còn máu cái. Đó, những cái đồng đội nó đâu rồi? Ở trên đúng không? Lên luôn. Ui, thấy anh em bắn nhau ở trên căng ấy. Nào, nó đâu? Ở đây đúng không? Ơ đủ má, nó chạy à, nó nhảy à? Vãi cả trường. Đâu rồi? Ui đây. Ui mẹ ơi, nó bắn tôi. Yo, buya, tuyệt vời ông mặt trời rồi nè. Yo, phiên bản mới với đảo quân sự 2.0 rất là xịn sò. Anh em hóng cùng kẹo thì comment bên dưới phần bình luận nhá. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người sau nha.